cái tốt đẹp đó thì mình không có nhớ, mà cái gì đó, cái gì mà nó trật rồi đó mình nhớ hoài. Con dâu nó dùa cơm, nó dưng nước nè, nó lo cho bà già chồng, nó xác thuốc xác men á, mà không có nhớ. Mà bữa đó lỡ nó nói con tiếng không phải cái gọi đó, nghe tao sống thì để bụng mà chết tao đem theo. Dòng cái thứ mà nó không phải mà cứ nhớ hoài. Giáo lý của Đức Thầy đọc qua thì chặt lên quên xuống. Mà cái bài hát đó hát qua đó người ta chặt chữ cái là bổ chính rồi ạ. Cái bài hát ta hát qua thì thuộc, mà cái bài cúng đọc hoài là không thuộc. Tôi đang ngồi niệm Phật đây mà, con đường xưa em đi, người ta kéo dây chì, bây giờ em hết đi. Nhớ đây mà nhớ con đường về Phật, không nhớ mà nhớ con đường xưa em đi. Còn thầy nói đó, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện trốn con sanh. Nhớ cái lời thề đối với Phật mà không nhớ, mà nhớ đây á, tôi thề tôi chẳng yêu ai, người ta cứ phụ tô hoài, phụ kể bà nó đi, nó phụ mình mới tu được. Chị em mình thấy nha, là mình được cái hữu duyên là mình được là một cái vị đệ tử của Đức Thầy. Ngày xưa đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phải năm 19 tuổi là lúc đó Ngài có mới đi xuất gia tầm đạo không cô Bách? Phải không? Ngài thở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng với phương quyết tu trì. Hôm nay là ngày lễ Phật đản, còn nhắc sơ chút xíu nghe quý cô Bách. Hồi ngày xưa đó có phải Đức Phật nó ra đời đó là ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, là ở dưới gốc cây vô u không cô Bách? Phải không? Vậy bây giờ Đức Phật ra đời đó là ở gốc cây. Rồi cái lúc mà Ngài đi đó hành đạo đó có phải ở gốc cây không cô Bách? Ở Gạch Ni Liên Thiền ở dưới cội Bồ Đề là ở gốc cây. Phải không? Rồi sao Ngài thành đạo đó phải ở dưới cội Bồ Đề là ở gốc cây không cô Bách? Gốc cây. Rồi tới chừng Ngài thuyết pháp đó là tại vườn Lộc Uyển, có phải ở dưới gốc cây không cô Bách? Gốc cây. Rồi đến cái ngày mà Ngài nhập diệt đó là ở tại rừng Ta La Sông Thọ, phải ở gốc cây không cô Bách? Cũng ở gốc cây luôn. Còn mình ngày nay đó mình ngồi niệm Phật, ngồi trong máy lạnh với quạt gió, có khổ nào bằng khổ Thích Ca? 6 năm nương náu chốn rừng già, bền lòng ấm lạnh cùng no đói, bao quãng năm chày với tháng qua. Cha nhớ mặt cha không bức rứt, vợ phiền thay vợ chẳng nôm na, tội bồ nương giữa không nhà cửa, chiếu đất màn trời rất thiết tha. Mới có tình trạng El Nino đó, mới báo đây ha, mới có nắng lên có dài 40 độ, cái ở đây đó mình muốn chết rồi, hàng nóng quá bức quá chịu không nổi, gì này kia đủ thứ, tiền điện này nó lên phải không, kinh tế xuống mà tiền điện nó lên. Thưa quý cô bác anh chị em mình, vậy thì bây giờ đó mình có một thần nào đối với Đức Phật ngày xưa không quý cô bác anh chị em? Đâu có bạn đâu, chiếu đất mạng chợ rõ ràng mà. Rồi ngày xưa đó Đức Phật sau khi Ngài mà thành đạo rồi đó, Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là ngày xưa sau khi Đức Phật thành đạo rồi thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đầu tiên đó. Rồi tới cái thứ gì nữa là thời kinh thứ hai đó, Đức Phật thuyết là tới A Hàm 12 phương đẳng bát. Tới thời kinh kế nữa đó là nhị thập nhị niên bát nhã đàm. Thời kinh cuối cùng Đức Phật thuyết là Pháp Hoa Niết Bàn Tổng Bát Niên. 22 năm thuyết pháp nói về đó bát ba ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Ngày nay Đức Thầy gom gói gọn còn có 846 câu, tức là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ đâu quý cô bác, phải không? Cho nên đó A Hàm 12 nè, phương đẳng bát là 20 năm, 22 năm là thuyết pháp ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, đó là 42 năm. Rồi Pháp Hoa Dư Niết Bàn cộng thêm là 8 năm nữa là 49 năm, 50 năm Đức Phật thuyết pháp ngày xưa. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời đó chỉ có 7 năm và 10 tháng với có 7 ngày vỏn vẹn thôi. Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ là một cái vị Phật phải nói đó là của thời đại này đó, khó ai mà gặp sống được như Ngài quý cô bác. Hỏi sao kỳ đó, ngày xưa Đức Phật đó là một cái vị từ ở cổ trời đâu xuất xuống đây đó là năm 19 tuổi mới có xuất gia. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời năm vừa tròn 19-20 tuổi là lúc đó đó là khai đời mở đạo rồi. Đó là một bậc giác ngộ rồi đó cô bác anh chị em mình, phải không? Cho nên thầy nói đó,
tầm cực lạc đây rành đường ngõ, vậy hãy mau tu tỉnh mới mậu. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Vậy thì bây giờ ngày nay Đức Huỳnh ra đời, giáo chủ ra đời đó là làm cái bổn phận là giảng hồi đạo nhân và xương minh đạo Phật. Cho nên ngài mới thổ lộ nè, nói là thấy sanh chúng nhiều người khờ dại chẳng biết gìn không quá lễ nghi, nên ta đem đạo đức di trình dìn tục cổ để người chẳng rõ. Phải không? Vậy thì bây giờ cô bác mình thấy luân thường đạo lý nó đâu còn gì nữa đâu. Có không nói ở ngoài đời mà nói luôn cả trong đạo luôn. Rối đời không mấy kẻ gỡ xuông, trái lại đóng người đương thêm rối. Người thì tạo rối trong gia nội, người thì gây rối tới bên ngoài. Hổm gài cô bác anh em mình nghe đó là cái cô giao đó cô bác. Hết pin hay gì? Hết pin, nó tắt cái đó cái gì rồi? Đọc cái chui đó rồi. Cái quạt nó quá. Cái quạt nó chạy mới được. Cái quạt nó chạy mới được. Cho nên hổm rài đó cô bác anh em mình thấy đó, cái cô giao này đó, cô Mần ở ngoài Bình Dương rồi cô có chồng ở ngoài Hải Dương đó cô bác. Hiện đó đang mang bầu 7-8 tháng mà cô bác mình thấy không, cha mẹ sanh ra đó 19-20 tuổi chưa một nhờ bát cơm chén nước, tới chừng đem qua bển gọn chồng ông hành hạ còn hơn là tội nhân. Chẳng những hành hạ như vậy mà còn nói đó, nếu mà con này về bở trong này luôn là ngoài nó mang lụ đạn vô nó thảy trong nhà cho chết hết cả gia đình. Cho nên hổm rài cái nhóm YouTube ở trên thành phố xuống gần 150 người đang bảo vệ công lý là ở tại Kiên Giang cô bác anh chị em. Hổm rài quý vị mình thấy không? Bởi vì con nghe nói đạo lý lương thường mà bốn câu này nghe hay quá, về mấy anh mình có lập gia đình mình nhớ mấy câu này giùm cho tôi nha. Đàn ông có vợ mà theo bồ, có vợ rồi đó, đàn ông có vợ theo bồ khác nào cầm sẻn đào mồ tự chôn. Nhớ cái này giùm tôi nha. Đàn ông có vợ theo bồ khác nào cầm sẻn đào mồ tự chôn. Tuy là vợ có già hơn nhưng lo trọn vẹn áo cơm gạo tiền. Mặc dù bà có già cỡ nào đi nữa nhưng mà lo áo cơm gạo tiền cho mình đâu đó nó được trọn vẹn. Phải không? Còn này ra đó đó mà lỡ đó mà bởi đó bồ mà nó đạp đứt cái nó trở về đó, lúc đó đó dòm gặp bà thấy mắc cỡ muốn chết. Ở trong hàng thanh niên thanh niết tuy nghèo hèn mà biết thủy chung, thương yêu nhau đến phút cuối cùng thì vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Thận xứng tị chồng vợ nhịn nhau phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, Đức Thầy viết cái bài này đó là Đức Thầy đó viết đó là gửi gắm cho cái ông mà ông Táo. Mượn cái bài ông Táo mà viết trước 20 ngày là vào ngày mùng 3 là bắt đầu ông viết rồi. Cho nên đó ông Táo mới trả lời đó. Táo cười rằng có chi nhắn nhở mới hôm nay sao lại gấp quá chừng, còn 20 ngày nữa lận mà. Có điều chi lo liệu bâng khuâng mà vội vã dặn dò tôi sớm vậy. Rồi thầy mới nói sải cả cười vuốt ve tấm đải sợ ngài về ông bận đóng chè xôi của chúng sanh làm lễ giảng hồi em quên mất những lời tôi gửi gắm. Cho nên đó cuộc trần gian đã trải một năm qua, Đức Thầy xuống là đúng một năm, năm Kỷ Mão năm 1939 đến Canh Thìn là đúng một năm, luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà đều bất kết đậm tâu qua thượng đế. Phải không? Thầy tâu của trong đó nhiều dữ lắm quý cô bác anh chị em mình. Nào là hút thuốc thiện hậu ve chai, nào trùm đĩ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng thổi than dùm dân tộc hư hèn, diện áo quần son phấn lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Mà bây giờ đời bây giờ đó, nó vô chùa đó ngặt lắm cô bác, chứ phải mà nó mặc áo kính kính đó, nó không nói chi vô chùa lại Phật mà nó còn mặc áo dây với quần tà lõn nữa chứ. Bởi vì đó cái ông trụ trì á, ông mới để hai câu, ông nói á, vô chùa mà mặc áo dây Phật trời thấy được là tụi mày biết tay. Vô tới chùa lễ Phật mà cho nên ở đây á, Đức Thầy đó là gửi với ông Táo không biết là bao nhiêu tội lỗi của chúng sanh, nhưng mà đặc biệt con cái đó là thầy tâu đó là tâu còn ít đó nha.
chỉ tóm gọn thôi nghe. Thầy nói nè, nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thủ giới được ban khen. Thần sĩ tăng phải tay chống biện kèn giác hiệu tính chấn thương nền Phật giáo, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây thầy nói đó, còn nhiều điều rối riết hải hùng, hầu đâu còn nhiều điều nó dữ dằn lắm, nhưng mà chỉ lấy yếu nước đâu câu mà trần đố thôi, lấy yếu nước là lấy một ít thôi đó quý cô bác, đâu là đâu nhẹ nhẹ đó. Chính thầy nói sổ tội ác thì sao nữa? Thôi quá xa không còn kể. Sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá không. Hội công đồng xem xét thẳng hồi, mới sai chư tướng xuống răng trần thế, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, cái sổ tội ác thì nó vô số kể, còn cái làm nhân thì quá không. Mình có hai ông thần, một bên thì ông thần nhớ ghi chép cái việc lành, còn ông thần ghi chép việc dữ. Mà cái ông thần đó, ông thần hiền á, ông tối ngày ông nằm ông ngủ hoài à, còn ông thần dữ ông ghi tới ban đêm luôn. Bởi vì lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước. Mà nó làm phước thì ít, mà nó làm tội thì nhiều, phải không cô bác? Cho nên cái ông thần hiền thì tối ngày ông ngủ hoài, ông không có ghi chép được gì trơn á. Còn thần dữ đó ông chép tới ban đêm. Con người hỏi sao chép tới ban đêm, nói gì chứ ban đêm nó so nhái cũng phải thức dậy đang ghi chứ. Ban đêm nó đi ăn chợ người ta cũng phải ghi vô chứ, phải không mấy cô với mấy chú? Cũng như tôi nhớ câu hồi nãy đó, mà mấy cô hỏi anh Tư đó, mà cái câu cuối cùng đó nửa sao lặp lại dứt tiền cũng chê. Có cô này bà nói trời ơi, vậy là chết tao còn bảy xịn không? Tôi hỏi làm sao hả? Nói tao thì tao ăn chay, tao niệm thật cũng lại ngon lắm, mà ngặt con cái tao chửi con chửi cháu quá, tao bị dứt tiền này chắc nữa bị chê quá. Bà nói tao còn con cái chửi của con cháu đồ này kia dữ lắm. Chữ con cháu trong gia đình chứ không dám chữ người ta bên ngoài. Đó, vậy bây giờ tao còn cái này chắc còn dứt tì á, chê rồi bảy thiện ơi. Tụi nó cô đừng lo, hồi nãy tôi nói đó, chê chứ đâu phải bỏ đâu sợ. Chê là còn xài được. Cho nên ở đây đó, thầy nói hành y thì đáng vàng mười, phải không? Nhưng mà còn tiền đồng tiền sức của người đời nay nữa, rồi tu nhân hiền hậu cũng hay nữa. Tôi nói đó, cô ơi, chê là chê với qua hậu kìa, chứ đối với cái người con gái á, thường nó không có bằng đâu. Ví dụ như người ta đang thi qua hậu đó mà có một chích một tì là chê, phải không? Chê đó là so với qua hậu kìa, chứ đối với cái người thường đó nó không dám đụng đâu. Cho nên thầy mới nói câu đó, thương trần ta mới đánh liều, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Chê là chê về Phật kìa, nhưng mà không Phật thì tiên, không dương thì bác cũng nguyện công khanh. Bây giờ đó mình lấy cái cây để mình làm cây đòn dông, mà cây nào ngay á, thẳng á mới được lựa. Mà cây nào vừa có mắt một chút xíu cái là có thẹo một chút cái là chê. Nhưng mà chê làm đòn dông kìa, chứ làm đòn tay nó là thứ dữ đó. Thầm nói gì dễ hiểu mấy cô? Vậy bây giờ mấy cô đừng có lo, thầy nói Phật dương đã chỉ rõ má diệu quyền, chuyển lập hội long quang. Cái người này là người ngon lành à, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Cái hạng đó là cái hạng không có chích không có tì được. Nhưng mà cái hạng mà chê chê xuống à, nhồi đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, còn đỉnh ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho dân quốc chư bán. Cái hạng chê tệ tệ sao nữa, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Chê làm đòn dâm chứ nó làm đòn tay nó là thứ dữ. Bỏ đòn tay chứ mình đem xuống làm mầm nó còn ngon lắm. Bỏ làm mầm chứ đem ra nấu nước còn được mà, phải không? Cho nên nó nữa sao lọc lại, mà lọc là lọc bằng cách nào đây, khó lắm nghe cô á. Cô nói cái lỗ trái cây mình đó hàng ngày đó, có cái lỗ cái tên nó đẹp, bên ngoài nó đẹp, nhưng mà ở trong nó xấu quách nó tệ. Còn có nhiều khi đó, cái loại á, cái trái cây đó, cái tên nó xấu, ở bên ngoài nó có gai, mà ở trong nó ngon. Có không quý cô bác, mấy chú? Cái người tu mình cũng có bốn hạng vậy đó đó. Có khi dọn ở ngoài thấy ngon lắm, mà ăn trong nó không có ngon. Quý vị thấy cái trái đào tiên không? Phải không? Cái tên nó là đào tiên, mà cái trái nó cũng đẹp nữa, mà ăn trong nó thúc quá. Cái cây sa la cũng vậy quý cô bác,
ở ngoài đó cái bông nó đẹp nè, cái trái nó to ngon lành nè, mà ở trong thuốc cái đó là cái chết đó quý cô bác anh chị em mình, phải không? Có cái đó ở ngoài gai, thân hình gai gốc Mỹ càng thưa, thiệt trái sầu riêng, cái tên nó thì nó cũng không đẹp, cái vỏ của nó thì nó có gai nữa, mà cái gì ở trong nó chín nó thơm một cái. Mũ cánh chuồng đai giáp mang hia tuy thô tịch mà tâm chánh trực, lúc văn minh chê đồ ấy nực mãi trao chia xác thịt thanh bay, cảnh dương trần khó sánh bồng la về tiên cảnh mới sai mùi rượu thánh, phải không? Vậy thì bây giờ có cái đó, cái tên nó xấu mà trong nó cũng xấu luôn, nó tệ luôn, là cô bác mình biết cái gì không? Cái cúc quả. Cái tên nó xấu mà trong nó cũng thấy ghê mà. Còn có cái cây đó, cái tên của nó xấu mà cái cây nó cũng tệ nữa, mà nó cái tấm ruột nó lại hữu ích chứ. Cô bác mình nhớ cây gì không? Cây chó đẻ. Cái cây đó uống mát lắm nghe, mặc dù con ngoài chó đẻ chứ trong uống mát lắm. Dưới cây gì nữa biết không? Thì cứ theo. Còn bữa nay tình thiệt nói thiệt nha mấy cô. Câu cái tên đó bên ngoài vậy đó quý cô bác anh chị em, nhưng mà ở trong đó rất là ngon lành. Cô bác mình thấy không? Cha mẹ mình ngày xưa đó đặt tên toàn là đặt tên xấu không à, nhưng mà cái lòng người ta rất là đẹp. Cô bác mình biết ai tên xấu mà cái lòng đẹp không cô bác? Ai đó mà đánh với quan thông nó mấy lần bị chặt đầu mà mọc đầu lại đó quý cô bác. Cái tên gì đó? Sầm Hưng. Tên thì tên Sầm Hưng nhưng mà cái lòng rất là đẹp. Tên này là tên Bao Công, phải không? Bao Công mặt sắc thì đen quyền nhưng mà cái lòng nó rất là trong trắng quý cô bác. Còn đời bây giờ nó đặt tên là Thượng Hằng dưới Thúy Nga được không? Cô bác mình thấy đó, từ ngoài ngoài đi vô đây đó, mấy cái quán trai đó nghe mà đặt cái tên đẹp là coi chừng. Mà mấy cái quán trai đó nó thấy đó, nó dụ mấy người ăn trai vô đó rồi nó để cái bảng nghe im lắm, giác ngộ. Phải không? Bên đây đó là thiện duyên, bên đây là giác đức, bên đây là giác hạnh. Mà tới chừng vô ăn rồi nó giác búa như giác dao không? Cô bác mình biết giác gì không? Đặng nó chết. Rồi mấy ông ăn chay ăn tử không nó cũng chết nữa. Cái tên nó thì đẹp mà toàn ở trong là gom đam không? Rõ ràng thấy chưa? Vậy thì bây giờ bữa nay đó, chị này chỉ nêu lên hai câu này là trong cái bài, là bài này là bài là trao đời cùng một táo. Thôi bây giờ trước khi mà trình bày của hai câu này, chị làm ơn cho tôi câu cái nội dung của hai câu này sao nha. Đương không đó mà đương khúc giữa rồi tôi biết dâu dâu hay là gắn hổ lát. Phải xứ xứ cô còn cái đầu cái đích nó sao mới được chứ. Để mình biết đó, để câu nó bị lầm rồi sao. Bây giờ nè, thầy xưng đó là thần. Thầy nói với ông mà ông táo đó, thầy xưng thầy là thần. Có sổ thầy xưng là tăng sĩ. Mà con hỏi cô bác anh chị em mình, hồi nào giờ đối với cái người tu đó là ta chọn cái chữ nghèo, có ai chọn chữ giàu không cô bác? Hồi nào giờ sĩ có ai để ông phú sĩ không? Hay là bần sĩ? Đạo có ai để ông phú đạo không? Hay là bần đạo? Còn cái ông tăng có ai để là cái ông phú tăng không? Hay là bần tăng? Vậy thì bây giờ đó, tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn mới sao đắc đạo gặp điều cao quý, có không? Vậy bây giờ Đức Thầy xưng với ông mà ông táo nó xưng là thần. Cho nên cái đoạn trên Thầy nói là thần gắng sức ra công khuyến dụ, dình thần phong mỹ tục của rồng tiên, tập ở ăn theo nết thánh hiền, rồi mới lòng tu tỉnh dòm thật tiên mà nói chi. Phải không? Tôi gác này không biết nó có lộn không nữa không biết. Gác cái này mà nó lộn qua cái kia ta chết liền rồi ha. Trình bày không biết sao đâu trình bày à, phải không? Cũng như hồi nãy đó quý cô bác, xin phép quý vị mình chút nha. Cái câu hồi nãy quý vị hỏi đó không phải là bây giờ đạo đức chẳng màng, mà tôi nhớ kỹ là ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi mới tới rồi sao dẫu có chứ không phải bây giờ nha. Bây giờ là sai. Cô bác mình có đồng ý với con câu này không?
ngày nay đạo đức chẳng màng, chứ không có bây giờ đạo đức chẳng màng, nó mới chính xác, phải không? Vậy thì bây giờ đó Đức Thầy nói tập ở ăn theo nó thân hiền. Bây giờ cái ở với cái ăn mình hồi nào giờ là mình sống đó, là ở đời đó mình ăn uống đó, là cái đó là hai cái là điều chính yếu nhất trong cuộc đời của con người cô bác. Không có gì ngoài ăn với ngủ. Cho nên ở trong cái bài mục đích đó, Đức Phật nói nè, ta sanh ra không phải để ăn với ngủ, để bạc bài sai ngủ suốt canh thâu, để rồi chết xác hồn đều tiêu mất. Đời giả tạm vui gì mong ở lại, hỏi mấy ai thoát khỏi sự đau buồn. Sanh bệnh già đau chết diễn ra luôn, ai lột vỏ sống đời đây để hưởng. Mau tỉnh ngộ người ơi đừng để muộn, còn không lâu cuộc phán xét cuối cùng. Vì ngày lâm qua mở hội đã hầu kề, thiền bát nhã khó chờ ta được nữa. Cùng lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Mình cùng lắm là trăm năm một kiếp con người thôi. Sống trao sống trọn trong tình Phật, để lúc lâm chung mở miệng cười. Cái lúc mình ra đi đó, nhắm mắt lìa đời đó, mà mình mỉm miệng cười là chắc anh cô bác anh chị em mình vui vẻ chết đó. Phải không? Vậy thì bây giờ ở đây thầy kêu mình tập ở ăn theo nết của thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên mà nói chí. Bây giờ tập ở ăn theo nết của thánh hiền mà ông thánh không ăn sao? Ông tiên ông ăn sao mà ông Phật ông làm sao đây? Đó, bây giờ hồi nào giờ cô bác anh chị em mình đó thấy cái ông thánh đó mà được Đức Thầy khen đó, ông này ông sống sao? Ông thánh đó là ông mà nha hỏi nghèo thầy gian bầu nước nai cơm ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ông bả lợi. Cho nên tôi nói sống trong cuộc đời này đó, mình lấy cái chung là ngon nhất với cô bác. Hễ đời ở thế gian mình giàu quá thì người ta ganh tị, còn mình nghèo quá đó người ta chê bai. Mình đẹp quá thì người ta ghét ganh, mà mình xấu quá người ta cũng chỉ trích nữa. Cho nên mấy chị mình có lập gia đình rồi đó, mấy chị mình đó có một số lại đây mét với tôi, nói chú Bảy ơi, từ ngày tôi lập gia đình tôi vô mặt bà ba đây anh em bán ba ba cũng lũng rồi, ổng không có dòm tới tôi, ổng đi ra đường ổng dòm nói mấy người có sạch có màu không. Tôi nói chị tôi cũng phải dọn lại chút đỉnh chứ, tu đó mà mình dọn quá nó lố lăng con không được, mà mình để nó bèo nghèo đó con nó không hay. Ta nói mình ở dơ không, cũng phải để cho nó vừa thôi, phải không? Để quá tệ người ta nói mình đó chứ, mà mình dọn lố lăng quá người ta nói mình đó tu, mà sao còn lố lăng quá, dọn về trăm mới gọi đẹp xinh. Vậy thì bây giờ đó thầy kêu mình nó miễn cho được ngày hai cơm tẻ thôi, nghèo thì bị bạc làm căm, mà giàu thì bị của giam cầm chung thân đó. Cái người nghèo thì bị bạc làm căm là đi đâu không có tiền, phải không? Còn cái người giàu thì bị bạc giam cầm chung thân là đi không có được. Bỏ một ngày nay mà đi đám dỗ nó lỗ bữa cài, lời một ngày tới 600 mà ai ngu gì đi, bà tào lao không. Phải không? Cho nên ta trọng dụng về tiền tài, còn mình là trọng dụng về cái đức độ là nó vậy đó. Vậy thì bây ở đây đó thầy đó tập ở ăn theo đất của thánh hiền, mà ông thánh hiền nó không có cái ông nào đó mà sống từ trong chỗ giàu sang đó mà tu hành đắc đạo chứ. Thầy nói tu mà ham cho được gì nè, tu mà ham cho được giàu sang với gì nè, với quyền tước là tu vậy, tu giỏi thế. Vậy thì bây giờ đó thầy nói đó, thầy nói tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền phải sao? Phải ngửa nghiêng. Vậy thì bây giờ cũng vì nó không nó mà ngửa nghiêng đâu quý cô bác anh chị em mình. Bởi vì tôi nói á, cái đồng tiền á, mình lúc mà mình lợi mình mượn á, cái người mà mình thấy ta lợi mượn nợ mình dòm thấy ta thương lúc. Còn lúc mà người ta lợi người ta đòi nợ để dòm thấy mắt ghét. Lúc mượn nợ dòm thấy mắt thương lắm. Đi lợi ngang cho mặt không có một chút mắt. Chị hai, trở nên bèo quá. Làm ơn cho mượn 2 triệu chị ấy. Thôi rồi, dòm thấy năn nỉ thấy thương lắm. Mà tôi nói với quý cô bác anh em mình nghe, cái này là rút kinh nghiệm nghe. Cái người nào mà lợi mượn nợ đó mà ta hỏi 2 tiếng đó, mà mình không cho người ta mượn, nói tôi không có tiền thở này đó, mà bỏ về đó mình kêu người đó lợi mình cho người ta mượn đi cô bác, cái người đó mau trả dữ lắm luôn. Bởi vì người ta có cái tánh dứt khoát. Còn cái bà nào lại năn nỉ chèo chẹo từ sáng tới chiều đó, làm ơn đừng có đưa bà. Đưa bà rồi mai mốt mình lợi mình đầu nợ cũng năn nỉ từ sáng tới chiều nữa. Ừ.
cái đó là kinh nghiệm phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó thầy nó tập ở ăn theo đất thánh hiền, bây giờ á ông thánh ông hiền ông nào ở cũng ngon cho quý cô bác anh chị em mình. Điên ngày xưa cũng như ai giàu cát ra đài tốt bực giàu sang nghĩ si danh lợi chẳng cho màn đèn lên đẳng vật lâm lâm sang tu nhờ trời may mắn một khi thẫn thơ lại gặp được thầy Hữu Sơn cúi đầu điên tỏ buồn cơn động hồi tình ba ái ga hơn dài kiền. Vậy thì bây giờ đó đó là cái ông Tiên, hồi đó ông sống ba võ cử á, đậu chức võ cử đó cô bác anh chị em mình, ông cử đa á, vậy đó mà ông lên ẩn vật lâm sáng tu trị. Còn thái tử Sĩ Đạt Đa ngày xưa cô bác anh chị em mình biết sống trong cung vàng điện ngọc, sau này là chuyển lưng thánh dương đó. Nhưng mà ông nghĩ làm vua thua làm Phật, cho nên mình vàng thái tử ngó còn bỏ. Cái đó là không có nói là còn, đó là còn chê, mà cái đó là bỏ luôn. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước thế liền, xem đó hỡi người mau lập chi. Cho nên bây giờ thầy nói là từ nay ai có tới lùi, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dài tiền. Hay hoặc giả là xúc động tâm hoài gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác thiền đến bến đưa người thế chớ đắm hồng trần lẻo lợi danh. Hỏi tôi nói hoài à, tôi nói mình tu đó mình không có ích kỷ, anh em đồng đạo tới xin tiền làm cầu làm đường, mình cho tiền cầu đường, xin tiền cho hòm chôm, xin tiền là cho hòm chôm, cho hòm chôm, xin tiền cất nhà, cho cất nhà, mà có một điều mà thầy xin hoài mình không cho, xin đừng đeo đắm lợi danh. Còn mấy cô mình ở bên nữ đó, thầy xin nó xin biết nhiêu mà mấy cô mình không cho. Hỏi biết xin gì không? Xin quên mấy lúc giận hờn, ra tay tế độ mới nghe đồng tay quy. Mà lời người ta nói đó, cái tuổi mình càng ngày càng lên cao, mà cô bác mình biết hồi nào giờ có cái gì mà nó lớn hơn cái tuổi không? Cô bác mình còn nhớ không? Cái gì lớn hơn cái tuổi? Chính xác, mấy cô mình nói hay quá. Thường ta nói cái tật lớn hơn cái tuổi. À, cái tuổi 80 rồi mà cái tật vẫn còn, cho nên cái tật này nó lớn hơn cái tuổi. Cô bác mình biết cái tật gì không? Cái tật nhớ dài đó. Ta làm gì sai với mình cái đó, nhớ dài đó quý cô bác. Rõ ràng là cái tật nhớ dài. Có cô này bởi lợi bởi tham, tôi bởi nói bảy thiện ơi, từ hồi cô quyết ra tới giờ tao quên quá quên. Tôi hỏi cô chích mấy mũi rồi, bởi nói tao chích 2 mũi rồi, cho nên bây giờ tao quên dữ lắm. Tôi nói người ta thiếu tiền cô có quên không? Tôi nói không được mày. Những cái tốt đẹp đó thì mình không có nhớ, mà cái gì đó, cái gì mà nó trật rồi đó mình nhớ hoài. Con dâu nó dùa cơm, nó dưng nước nè, nó lo cho bà già chồng, nó sát thuốc, sát men á, mà không có nhớ. Mà bữa đó lỡ nó nói con tiếng không phải cái gọi đó nghe, tao sống thì để bụng mà chết tao đem theo. Dòng cái thứ mà nó không phải mà cứ nhớ hoài. Giáo lý của Đức Thầy đọc qua thì chặt lên quên xuống, mà cái bài hát đó hát qua đó người ta chặt chữ cái là bổ chính rồi ạ. Phải không quý cô bác? Cái bài hát ta hát qua thì thuộc, mà cái bài cúng đọc hoài là không thuộc. Tôi đang ngồi niệm Phật đây mà, con đường xưa em đi người ta kéo dây chì, bây giờ em hết đi. Nhớ đây mình nhớ con đường về Phật, không nhớ mình nhớ con đường xưa em đi. Còn thầy nói đó, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện trốn non xanh. Nhớ cái lời thề đối với Phật mà không nhớ, mà nhớ đây á, tôi thề tôi chẳng yêu ai, người ta cứ phụ tù hoài, phụ kể bà nó đi, nó phụ mình mới tu được. Mà nhớ cái lời thề đối với Phật không nhớ, mà nhớ lời thề chứ con nào đâu không hả? Phải không? Cho nên Đức Phật nói nè, một câu Phật muôn ngàn chiên đạo,
Mình niệm Phật đó là một câu Phật muôn ngàn việc đạo duyên đạo, một lời lành phước báo trăm thiên, hay là niệm một tiếng Phật phước sanh vô lượng, có không cô bác? Niệm một tiếng Phật phước sanh vô lượng, lại một lại Phật tội diệt hà sa. Có người nói tại sao mà lại một lại Phật mà tội diệt cái hà sa dữ vậy? Niệm tiếng Phật sao phước sanh vô lượng dữ vậy? Tôi nói vậy quý vị mình không tin lời thầy sao? Thầy nói cứu khổ Nam Mô gì đó, một tiếng Nam Mô Di Đà Phật mà thầy nói cứu khổ Nam Mô vô lượng phước, giết ngàn tu rị hữu thiên kinh, phải không? Vậy thì bây giờ đó, một lại Phật thôi là nó tan tội nghiệp chướng hàng xa. Vậy cho cái người ta không có duyên với Phật, nó kêu lại Phật nó không có chịu lại, thà là nó lại người yêu nó. Kêu quỳ trước Phật nó không chịu quỳ, mà nó lại nó gặp người yêu nó. Có không cô bác anh chị em? Có không? Quỳ trước Phật nó không quỳ. Bữa nay thôi nói thẳng luôn cô bác, dòng mực đào nẻ thẳng thì đau, nếu không vậy làm sao nên hình, phải không? Để nó cong cong hoài con nó không có đâu. Đó, vậy bây giờ đó thầy nó tập ở ăn theo nó thánh hiền. Bây giờ thánh hiền đó, người ta ở thánh hiền nôi tích thời xưa nhờ gì nè? Nhờ tâm gì nè? Nhờ tâm từ thiện, mấy người ưa kính thờ để chết rồi bỏ của bơ vơ, chi bằng làm phải mới chuyện thơ ghi đợi. Rồi thầy nói là lúc thời nhắc tích đời xưa, lúc càng ly phủ đối thừa trọng ngư, nhà âm có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót ba gia. Bây giờ gặp chuyện thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Phải không? Vậy bây giờ nếu vàng bạc mà có đó, tại sao mấy cái đó thầy nhắc lại đơn chi dạ đặng mà mình chấm? Còn cái này đó nhắc đặng mà mình để mình noi theo. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn, hơn là châu báu hay là sự tu còn quý hơn vàng. Cứu người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau, bạc vàng còn bị tiêu hao, người tu được phước là chẳng bao giờ mòn. Vậy bây giờ đó, hồi nãy tôi nghe anh mà Tư anh nói cái đoạn sau đó, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lý mà mua cái sầu. Bây giờ mình có tiền đó mà mình mua đó, mua cái nhà cho người ta ở, mua gạo cho người ta ăn, phải không? Mình mua chiếc xe cho người ta làm công tác từ thiện. Cô bác anh chị em mình thấy mua cái đó phải cái vui không? Cái vui. Bây giờ đó mình mua chiếc Alas vô, tới chừng mình niệm Phật đó, mình Nam Mô Alas không chứ không có còn ai gì nữa. Từ ngày mua chiếc xe tới bây giờ tu nó xuống dốc luôn. Hỏi sao ạ? Hồi chiếc xe mà nó còn bèo đó, lúc đó tu ngon thấy sợ luôn. Chẳng những mình đi công tác từ thiện mà ai mà có đi cầu nguyện hay là ai có đi lấy thuốc đó, mình có đi lại đây lấy xe tao này đi nè em, mà không đi mình còn ép nữa. Mà từ ngày đổi chiếc xe Alas tới giờ ai đợi hỏi mượn chiếc xe nó không được, chút bả đi chợ đó mà đâu có đi. Có đi đâu, phải không? Hồi lúc nghèo thì liều mạng, hồi lúc nghèo giá cho nó chết, hồi lúc nghèo nó mới vừa bệnh cái nó phải cầu nguyện cho nó chết đi, đừng chở đi đâu chân á. Mà tới chừng đó chúng một hai trăm giấy số nó giàu lên rồi, mới vừa đau chút xíu mày chở tao đi. Quá sung sướng rồi quên đảo ngợi. Cho nên ở đây thầy kêu mình là tập ở ăn theo nó thánh hiền. Bây giờ nói về cái ở, thầy nói ở là ở sao nè? Cái thứ nhất thầy nói ở chòm sớm đừng cho nhơ bẩn. Hai ba năm nay đó mình thấy đồng đạo mình tốt lắm đó nghe, không sao hả? Năm nào tới mùa xoài Đài Loan nó cũng bưng lửa nhà mình cho chứ á, tưởng đâu tốt lắm ai về tại nó bán không đủ. Chứ phải mà xoài nó 18 ngàn ký đó mà nó bưng lại mình cái đó mới ngon. Còn này dòng xài bán không được nó mới cho, vậy mà còn nấu tốt nữa chứ. Chị hai ơi, xài đầu mùa mà tôi vẽ bưng lại chị cho em vài trái lấy thả với ra, tao nữa bán không được là bộ.
phải không? 2 năm nay rồi, ai mà trồng xài Đài Loan nó mấy người đó mở rộng lòng thương từ bi lắm. Hôm qua kia tôi nghe thấy đăng ở trên mạng bán đó, bán một trái sầu riêng còn tặng thêm tí xoài nữa chứ. Tốt lắm, ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu rinh ra ngoài với cô bác. Đó, vậy thì bây giờ đó, ở chòm sớm đừng cho nhơ bệnh, ráng giữ gìn phong quá nước nhà, câu tam tùng bạn gái nước ta, tiểu hiếu nghĩa trẻ trai cho nhẹ. Vậy thì bây giờ đó mình ở chòm sớm đâu đó cho nó ngon lành, đừng cho nhơ bệnh. Cho nên đó, quý cô bác hồi đó đó mà người ta đi lựa dâu đó, người ta không có lợi ngay chân nhà cô dâu đó, người ta hỏi đâu. Có không mấy cô? Ta lại người ta hỏi ở chòm sớm. Không sao, nó nói tôi tính đi con đó là bà thấy cái này. Phải không? Ta lại là ta hỏi ở sớm. Mà ở chòm sớm đừng cho nhơ bợn, ráng giữ gìn phong quá nốt nhà. Mình cứ đi làm Phật xứ ta mà làm ma xứ mình lọc được à? Lời xứ ta thì ngon lành quá, mà gặp xứ mình lời lời ai lời thôi tôi không có chuyện bà đó. Trời ơi, bình thường bà cũng đi chùa tới chừng tưởng lộn, không thua người nào cho bà. Cái kiểu này là người ta bỏ vào lái liền, quý cô bác anh chị em mình chắc ăn 100%, phải không? Vậy bây giờ đó là ở chòm sớm. Cái thứ hai nữa đó, thầy nói đó, ở cho cha mẹ ngợi khen. Cho nên bây giờ đó, nếu có tiền đó, cái đồng tiền đó mình sử dụng như thế nào? Trong 4 cái. Cái thứ nhất đó, tiền xài đúng tiền thiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma nha. Bây giờ đó mình có tiền là đầu tiên mình trả cái nợ trước. Nợ gì? Cái món nợ ân tình của cha mẹ của mình là cô bác. Nếu có tiền đó, lâu lâu đó mình để ý coi cha mẹ mình thời gian sao hơi buồn, cái tôi chỉ cho quý vị mình có biết biết. Lâu lâu thấy mà cha mình hơi buồn quá, cái lời hỏi cha: tối nay ông đi cầu nguyện hoài mà còn tiền bỏ túi không cha? Ông là bộ phủi phủi tay đó, ta già rồi đâu có xài tiền nhiêu đâu mẹ uống, là bộ phủ phủ chứ nhét 200 đó. Phải không? Dù không có xài nhưng mà cũng đi qua đó, gặp những người lỡ đường đó rất tạm tận, gặp cháu nội cháu ngoại nó lỡ chi cũng phải có tiền chứ. Tiền nó là nhân duyên thành tạo, mà nó cũng là luật đạo linh hồn. Rồi thấy mẹ mình cũng diện thời gian sao mà thấy mẹ mình cái mặt trầm trầm, con mắt trắng giờ đứa em là đi lại hỏi liền: mẹ mẹ cỡ này mẹ còn tiền không? Mẹ cũng làm bộ ngoảy ngoảy tay thôi mà. Thôi mà là tha màu đó, là bộ nó thôi mà chỉ cho nhét 200 đấy, bị sướng mày nó nhét ý tao rồi nghe. Phải không? Vậy thì bây giờ mình làm cho cha mẹ vui. Thầy nói ở cho cha mẹ nội khen. Và cái thứ hai nữa, gặp người lâm nạn là đua chém, đua chém giúp mình. Vậy thì bây giờ cái đồng tiền mà mình mần có rồi đó, cái thứ nhất là mình đáp cái món nợ ân tình là của cha mẹ, nó phụng sự hiếu thảo cho cha mẹ là một đồng tiền, cái đồng tiền này ngon lành. Cái thứ hai nữa đó là mình biết phụng sự cho ai không? Có cái duyên nợ rồi, phụng sự cho vợ con trong gia đình. Cái thứ ba là phụng sự cho bản thân. Có nhiều người đó mần mà dám mần mà ăn không dám ăn cô bác. Dòng ăn chay mà lợi tối ngày bà cứ đảm bạc gao tôm, rồi bà toàn là luộc gao dưới nước tôm bà ăn không. Ăn riết rồi bà ốm nhách cũng như sợi dây đánh thôi, bà đứng thôi nó té tới té lui gì nè. Cũng phải ăn vô có tàu hũ đồ này kia với người ta, ăn vô cho nó có độ bổ, làm cho cái thân mình nó khỏe với người ta. Phải không? Mặc dù mình không phải là cô lương mỹ thiện, nhưng mà ở trong nó 10 điều phiến tu đó, Đức Phật Thầy Tây An nói sao nè: điều thứ tư pháp môn quy luật, lục thập chai cố sức gắn sức cha dầu, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi, cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh là lòng thiện ta còn. Vậy bây giờ đó mình ăn chay cũng phải có vô chút xíu đồ bổ chứ. Mình ăn đừng có ăn ba cái đồ đó làm cho nó cơ thể mình nó bệnh hoạn thôi.
Người ta ăn chay tháng có 4 ngày, 6 ngày đó, người ta đợi tới ngày đó người ta ăn qua lo, người ta nói thôi kệ ăn bậy bạ, nó mình bơi tới ăn mặn rồi. Thì người ta ăn muối xả, muối ớt gì cũng được. Còn cái này đó, cái cô này bà nghe nói đó, ăn muối ớt thì bớt tội, ăn muối xả gã tội, ăn muối bọt thì lọt tội. Ăn muối tiêu tiêu tội, ăn biết bả tiêu luôn. Nên không nổi luôn với cô bác ông cha mình. Ăn chay mà như cái cô này là ăn đó là mới làm chuẩn được nè. Nó công nhận bà già bà ăn chay mà bà đẹp người hết sức ăn địch thủ à, hỏi địch thủ là gì nó là đủ thịt. Ăn mà mập ụ vậy mới làm tấm gương được chứ, ăn vừa biết hình như sợ dây đánh đi nó hót gì rồi ai dám ăn. Phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, thầy nói đó, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, vừa chữ tu vô trò. Vậy thì bây giờ đầu tiên đó là cái ở trước. Bây giờ tới cái ăn nha. Ở đây đó cái ăn đó là mình phải làm sao đây? Con nói thiệt với cô bác anh chị em mình, hồi mấy năm trước đó, khoảng 2-3 năm trước, tới cái mùa từ tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đó ha, lúc nào trong mình con cũng nóng, ta nó nghe đi tiêu đi tiểu gì nó cũng gắt. Cái miệng lúc nào cũng nổi cả trăm một đẹn. Cái miệng không cả trăm một đẹn trọng đó cô bác, con không có nói thêm nó thừa. Nó nóng á. Là cô bác mình biết sao không? Tại đi đám nhiều quá, ngày nào cũng đi đám hết. Tôi hỏi chứ đi đám lợi đó ăn toàn là ba cái thứ xong nấu toàn là đồ độc không? Ăn mà nó để ba cái đồ mà bán Đài Loan, nó để cái chất cấm vô trong đó, cô bác anh em mình ăn rồi về buổi chiều tôi bảo đảm là bỏ cơm. Cái chừng tối đó thức dậy một cái rầu đó hả, cái lưỡi của mình nó gơ ra nó trắng dầu cái lưỡi luôn. 2-3 năm nay tôi hạn chế đi đám và cũng vậy nữa, tôi không dám ăn ba đồ bịch cô bác. Về nhà tôi ăn ba lục bình với ba cái rau nhút với rau muống, toàn là ăn ba đọt nhãn lòng đồ không à, mà nó khỏe chân. Khỏi có uống thuốc, thận tu hành đạm bạc rau tương thôi. Vậy mà được, miễn cầu được an phương bố bể. Mà cô bác mình thấy mấy năm trước tôi đang thui đó mà mốc thích không thấy không? Còn năm nay thấy đẹp không? À, tự tin dữ ta. Âu à, ơi tự tin dữ ha. Không phải tôi khen tôi đẹp mà hổm gà ai đi tôi nói cái bể chuyện tôi này đẹp quá ta. Đẹp già chớ lợi chứ, phải không? Cho nên thương với cô bác anh chị em mình thôi, miễn mình được ngày hai cơm tẻ được rồi, tâm lành nó sanh tướng tốt cô bác. Cô bác mình gắng cố gắng mình lo mình niệm Phật xong đâu đó ngon lành lắm. Hồi đó đó có một số mấy bà bên Tân Quờ, Tân Quế, Tân Long đó, hồi lúc Đức Thầy còn ở tổ đình đó, mấy bà rủ nhau đi xuống dưới chiếc ghe đặng đi qua thăm thầy. Mới vừa dưới sạn lên đầu cồn cái bắt đầu nó lại giông gió ầm ầm tới. Ta nói bà nào bà nấy niệm Phật một cái á nghe. Gặp sóng gió niệm Phật ào ào tới chừng tan sóng Phật nào thấy đâu. Tới chừng hết mưa hết gió rồi ta nói bà nào bà nấy toàn là kể chuyện dâu với ghế không. Tới chừng qua tới bên tổ đình với cô bác đi lên bưng mâm đồ lên cho thầy hỏi bữa nay mấy cô rảnh rỗi đi đâu đây. Mấy con nói dạ bạch thưa thầy, hôm nay tụi con rảnh rỗi thu xếp công việc gia đình qua đây đằng trước là lễ Phật sau nữa thăm thầy. Thầy nói Phật đâu có đây đâu, lễ Phật ở dưới đuôi cồn bệnh á. Thầy biết hồi cái lúc mà đi qua đây đó gặp sóng gió niệm Phật ở bệnh dữ lắm luôn. Người tới qua đây quên Phật chân rồi, Phật đâu đây mà lễ Phật ở bên đuôi cồn Tân Quái bệnh á. Ở trần cõi Phật niệm lên, mười phương thế giới nghe rền như chuông. Ai mà tinh tấn niệm luôn, thì xem cực lạc tròn vuông nở phình. Ai mà tâm thiện không dình, thì xem cực lạc thình lình héo ngay. Ai mà niệm Phật ăn chay, thì xem cực lạc ngày ngày chờ ta. Cho nên Đức Phật Di Đà nhìn sen mà biết người ta cõi trần. Mình vô niệm Phật đó nghe, mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà cái mặt mình tươi rói là bởi ông Phật ông thấy bông sen nở là biết mình niệm ngon. Còn mình ngồi đây mà mình không. Tôi có bà cô Bảy hồi đó với cô bác, tôi kêu bà vô trong tôi niệm Phật hoài bà không có chịu. Tôi nói tại sao bà không vô kêu ngồi vô đây niệm Phật mà đi niệm mấy ông tướng hoài hả? Bà bố bà xuất sắc.
Bà nói trời ơi mày ngồi mình niệm Phật hoài tối ngày đó mà giờ mà miễn gì hoài tao chịu không nổi. Tôi nói tại sao á bà ngồi niệm bà quýnh bà chức sắc bà ngồi nổi. Bà ngồi quýnh bà chức sắc 8 tiếng đồng hồ bỏ cơm mà bà ngồi nổi. Mà kêu vô niệm Phật mà chừng 10 phút là bà đến nỗi cho bà đi mà đi mà đi kinh hành đó mà bà muốn ngủ bỏ gớt cây ngang luôn đó cô bác anh chị em. Cho nên cái người mà nghiệp nặng rồi đó niệm Phật không có vô, chứ không phải chuyện tầm thường, phải không? Vậy thì bây giờ đây ở ăn theo nó thánh hiền, bây giờ ở nãy tôi nói rồi đó, rồi bây giờ tới ăn. Bây giờ đó đời bên ngoài đó người ta nói đó lựa cái người mà ở thế gian làm bạn ta lựa 4 cái ăn. Cô bác mình biết ăn gì không? Một là cách ăn mặc, nhìn gặp nhau rồi là người ta biết cái cách ăn mặc. Cái thứ hai là tiếp chuyện đó người ta để ý cái cách ăn nói. Tới chừng mà ăn nói rồi đó ta mời vô quán là ta coi cái sự ăn uống. Ăn uống rồi ta mời về nhà là ta coi cái cách ăn ở. Đó là bốn cách của cái người đời người ta lựa đó cô bác. Một, ăn mặc. Hai, ăn nói. Ba, ăn uống. Bốn là ăn ở. Còn tôi đó tôi thêm vô cái ăn nữa biết gì không? Ăn năn. Biết đó biết đây thời với giận để ngài kết cuộc khó ăn năn. Tôi hỏi cô bác anh chị em mình ở đây mình còn đang tu tập không? Có ai đâu mà thành Phật thành thánh đâu mà không tập cô bác. Bởi có cô này cô nói tu gì nó còn tập lớp hoài hả? Rồi lại hỏi tôi hỏi bảy thiện ơi cho tôi thấy hôm đó tu ngon quá mà cũng còn tập lớp à. Cô bác mình biết tôi trả lời sao không? Ổng đang tu chứ đâu phải ông thành Phật đâu mà không chặt. Không mà phải không mấy cô mấy chú. Người ta còn đang tu mà chứ đâu phải là thành Phật đâu mà không còn chặt. Biết bao vị thánh hiền thở trước, buổi ban sơ cũng chợt liên miên, nhưng chợt rồi cố đứng dậy liền, do nơi đó mà nên đạo trả. Nay nếu có người tu bị ngã thì hãy mau bươn bả đứng lên, nếu hư thì cố sửa cho nên cũng như bậc thánh hiền thời trước. Vậy bây giờ có nhiều người ta trách mình trách mà ta sửa mình còn giận tôi nữa. Mình ăn chay mà mình chửi lộn dai thấy sợ cái tao nói trời ơi chị hai chị ăn chay mà chị chửi lộn dữ, ăn chay tao tu chứ tao ngu sao tao thua nó mày. Còn qua còn nói với người ta như vậy nữa quý cô bác. Vậy bây giờ đó hai cái đều sai hết. Một người hung dữ chữ ào ào như vậy rồi mình cũng thế sao? Một đứa hỗn hào thêm đứa nữa thì ra hai đứa cũng như nhau. Nếu mình nhịn ta mà không được thì mình với người ta có khác cái gì đâu mấy cô. À, mình nhịn ta đó nhịn sớm chờ cô bác mới cao nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc nhịn tất cả những người tuổi tác gì đó. Vậy thì bây giờ đó câu trong ba cái ăn đó, đó mình là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo đó thầy nói miễn cho được ngại gì đâu, ngày hai cơm tẻ được phải không, buổi bần hàng đặng có tu thân. Bây giờ tôi thấy đó bây giờ mình ở cái khoảng giữa là ngon nhất đó cô bác. Bây giờ cô bác mình thấy vừa ngồi cái công ty Bon Ken là công ty lớn nhất ở Sài Gòn mình, vừa qua đó nó thải công nhân không là 20.000, mới ngày hôm kia này thải thêm 6.000 nữa. Thải công nhân bây giờ nó đang thất nghiệp tới cỡ đó đó của cô bác. Công ty thì phá sản, nhà hàng đó thì phá cửa bởi vì không ai tới phải không, con cái trong gia đình đó thì phá cửa, trai lọn lưng đó thì phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ đó thì phá thai, bỏ không biết là bao nhiêu, không biết là bao nhiêu tội lỗi. Sổ tội ác thì vô số kẻ, còn làm nhân thì quá ít rồi. Vậy thì bây giờ cô bác thấy bây giờ cái nền kinh tế nó đang xuống giống tổ cung. Làm thì không có tiền mà hàng vật chất thì ngày nó lên. Thầy nói nè, nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang nó bố thiết ra ngoài. Nên bá gia hãy ráng miệt mài, dù rách rưới cũng mau cần kiệm. Bên đây không biết quý vị mình sao chứ hổng rại bên tôi ở trong kinh doanh đó, mấy đứa cháu á nó làm cái nghề sửa xe đó, tiền bạc nó đâu có nhiều đâu, để hai cái điện thoại trong bụng. Trời mới chạm dạng mà nó phét vô nó lấy hết trơn mấy cái điện thoại, nó lấy đồ đạc xe cổ hết trơn quý cô bác anh em mình.
trời nó muốn lộn rồi. Mà đây một năm hai năm nữa đó, nó còn hơn nữa. Mới có năm mèo tháng mèo chưa buồn. Tới câu câu kế gì đó, năm mèo mà tháng hợi vậy đó. Tới tháng 9 tháng 10 này nữa, đây còn dữ nữa. Năm mèo mà tháng hợi cùng lý tu dập về. Nhưng mà vậy mà chưa mấy ủ ê. Vậy rồi đó mà chưa ủ ê đó, lý tu dập về mà chưa ủ ê. Trung ương gồng lộn còn ê hề thế thiên. Rồi thầy nói khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy. Bài hồn trừ tà gian còn thiện, chỉ tồn cảnh sông máu muốn xương tha thiết. Trần như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tù. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xạ hồn khắp chung. Vậy thì bây giờ ở đây đó, cô bác anh em mình nhớ nha. Cái thứ nhất là cái cách ăn ở. Cái người nào đó xảo ngôn sắc lịch tiện thị nhân, cái người nào đó mặt mày trao chuốt quần áo mà lè lẹt quá đó, cái người đó ít có khi nào có lòng nhân với cô bác. Ít có khi nào có lòng nhân lắm, bị dọn bề trong á mới gọi đẹp xinh, chứ mang lớp bề ngoài chẳng tốt, thấy không? Vậy thì bây giờ đó, cái thứ nhất là mình sống sao cho nó bình dân. Bình dân là sao? Kệ, mình tu theo lời của Đức Thầy chỉ đó, tập ở ăn theo nó thánh hiền là mình bà ba đấy đem được rồi. Đất nước Việt Nam hơn 4.000 năm dân hiến hết, đô hộ quân Tàu kế đến giặc Tây. Bao lần thế cuộc đổi xây, hôm nay mới được Đức Thầy giải khuyên. Qua về nguồn cội tổ tiên, sao ai không giữ mối duyên nho gia. Áo này là áo bà ba, còn quần tâm thiệt nó là đáy nem. Đi về sử sách mà xem, nho gia lễ giáo nhu kèm đến nay. Áo bà ba không vắng không dài, sao em không mặc mà mặc hoài cái áo thun. Thấy không? Vậy thì bây giờ cô bác anh em mình thấy đó, cái áo bà ba đó mình mặc phải bình dân không cô bác? Tuổi nhỏ mặc đồ bà ba coi cũng đẹp nè. Tuổi sồn sồn mặc coi cũng đẹp nè. Cái tuổi có gia đình mặc coi cũng đẹp nè. Cái tuổi trung niên mặc đồ coi cũng đẹp nè. Cái tuổi lão niên coi cũng đẹp nè. Con trai mặc coi cũng đẹp mà con gái mặc coi cũng đẹp mà mấy đứa bê đê mặc cũng đẹp luôn. Phải cái bộ đồ này đó nó không kính không hở không dở không kêu không cô bác. Mình đi cái này là cái mức chung rồi còn gì nữa. Phải không? Không quá kính mà không quá hở, không quá dở mà cũng không quá kêu. Vậy bây giờ đó, cái thứ nhất đó, mình ăn mặc nó làm gì là ngon lành rồi đó. Còn cái thứ hai nữa là ăn nói. Bây giờ Đức Thầy nói nè, xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại tại mày. Thuận với hòa hay ghét với gầy cũng cái lưỡi làm thầy. Làm thầy các việc. Hãy kiếm cách đặng ta trừ tiệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu, cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhăn hành luôn. Vậy bây giờ đó, cái cách ăn nói mình hàng ngày đó quý cô bác, nếu cái người đó mà quá chừng tự tôn đó, không có học hỏi được đứng nhiều hay là phải, mà cái người quá tự ti đó không có tiến bộ. Có người thì nói là tự cao, còn có người là tự cho mình thấp. Ngày xưa đó, ông Khổng Tử đó, ông nói với đệ tử ông Lão Tử chứ, ông nói đệ tử ông, hỏi con biết đó nguyên nhân nào đó con người mới mở mắt chào đời đó, nó có cái lưỡi mà nó chưa có cái răng. Phải không? Lưỡi nó có trước thời gian sau nó mới có cái răng. Tới từng già rồi đó, con biết nguyên nhân nào cái răng nó cứng mà nó mất tiêu hết trơn không? Còn cái lưỡi đó, tuy nó mềm nhưng mà nó còn mãi với thân mình hoài. Vậy thì bây giờ đó, con người sống trong cuộc đời cũng vậy quý cô bác anh chị em mình. Cái răng này đó là nó cứng, cái gì nó cũng cắn hết trơn á, nhưng mà nó cắn không phải đó là nó rẫy. Còn cái lưỡi nó mềm nhưng mà nó còn mãi với mình đó quý cô bác anh chị em. Hồi đó con nghe mấy chú mấy bác mình nói đó nghe, hồi đó đó mà giông bão đồ này kia đó nghe, mà đi đó đi tránh mà giông bão như mưa gió đó nghe, không có vô chỗ nào mà an toàn bằng chỗ bụi tre chứ. Lợi cây lớn nhiều khi nó ngã cái mình chết, nó gãy nhánh cái mình tiêu, phải không?
Còn lỡ cái bụi tre đó cô bác mình biết sao an toàn không? Gió mưa gì đó hễ mà gió qua đó tre nó gạt xuống cái là kể như là gầu. Nó đâu có ngã nó đèo mình chết đâu, mà tới chừng qua gầu cái bắt đầu tre nó đứng lên yêu nguyên. Nó không có đè mình, còn tre lỡ nó có gãy bất tử giờ nó cũng làm cái bẹt xuống nó cái gầu à. Chứ không có rớt nhắm. Cho nên cái đó rất là hữu lý cô bác anh em mình. Đó, vậy thì bây giờ đó cái thứ hai là cái cách ăn. Cái thứ hai là cách ăn nói. Bây giờ qua cái cách thứ ba là cách ăn uống với cô bác. Bây giờ người ta nói cái câu như thế này với cô bác. Ta nói thường khi ở trong cuộc đời này đó, cái miếng ăn là miếng gì đó tàu tàn phải không? Mà Đức Thánh Ngài nói câu này cô bác anh em mình đã nhớ dùm cho con nha. Đức Thánh Ngài nói câu này nè: phi đạm bạc vô dĩ minh trí, còn phi minh tĩnh là vô dĩ trí diễn. Cái người sống đó mà không đạm bạc là không có cái trí thông minh, còn cái người không định tâm là không có cái trí hiểu xa. Cho nên con nói thiệt với cô bác anh em mình, nói đây mất lòng gán chịu. Mình đi cái đám giỗ nó khác hơn đi cái đám cưới. Đi đám giỗ đó mà mình lợi đó, mà anh em đồng đạo đó người ta đem ra món ăn đó, nó càng đó, mít kho với ba cái đồ mà nó càng đơn giản chừng nào mình hung hùng ấy. Phải không? Còn mình đi lợi cái mình thấy gia đình giàu quá nó đãi ăn bèo bèo, đúng không? Lúc đó tôi bút tiền cho lợi. Bữa đó tôi đi tới Bến Đỏ là dùng với cô bác, tôi mới thấy mấy bà đó đi đám cưới về. Cái mấy bà bạn nhau, bà này bà nói bà kia bà nói tao bữa nay tao tính cái đám cưới này linh đình long trọng đãi là con lành lắm, tao thấy gia đình đó giàu, bữa nay tao đem theo đó là 500 ngàn, mà lỡ đó tao thấy đãi ăn bèo quá thành ra tao quốc có 300. Rút lợi với cô bác anh em mình. Còn cô bác anh em mình đi lại đây đó đám giỗ đó có khi nào rút gì không quý cô bác? Có không? Cô có đâu. Mình đi lợi ngay chân cho cái chùa đó mà mình thấy bữa nay tính lợi đó cúng dường đó 3 triệu đó. Mà mình lợi đó thấy bữa nay ông sư này ông nghèo quá, ông đãi ăn 3 muối tiêu với muối ớt không, không chừng mình quốc 5 triệu quá. Chứ có khi nào mình rút lợi không đó, ông này ông đãi ăn mình nghèo quá thôi cho là 1 triệu hả? Có không? Có. Cho nên đạo và đầu nó thâm thẳm sâu xa, đi ngược dòng đời là nẻo đạo đó cô bác anh chị em. Vậy bây giờ đó, người ta nói đó, cái miếng ăn hàng ngày đó, cái đó là cái quan trọng nhất, người ta để ý là để ý miếng ăn. Ngày xưa đó, khi mà lớn tuổi mà lại lên bàn ăn với nhau đó, nhỏ tuổi mà lên mà chưa chân đó, mà lấy đũa mà gắp ăn trước là ta biết cái người này ăn uống đàng hoàng. Phải kính lão đắc thọ đàng hoàng, đợi chừng nào đó tôi người lớn người ta ăn còn đó, có tuổi trẻ mới dám ăn. Cô bác mình thấy hồi ngày xưa ông Tăng Sâm không? Mỗi lần nấu cơm rồi đó phải đem lên dạ thưa ba vô ăn cơm, dạ thưa bá ăn cơm. Ngồi quỳ đó cha ăn món này ngon không má, rồi ba ăn món này ngon không ba, mẹ ăn món này ngon ngon không mẹ. Còn bây giờ nó không có. Nó nấu ăn cơm rồi có đó tí, mày ra ngoài kêu ba má vô ăn cơm, là trong này nó quất rộn. Cái đó là bất lễ ha. Cho nên hồi đó ta mời mà khách vô mà ăn uống đó, ta nhìn thấy cái cách ăn không đó là ta biết đánh giá cái người đó sao đó tụi mình. Cái thứ tư là khi mời về nhà, chủ nhà cho biết còn có 10 phút nữa ha. Khi mời về nhà rồi quý vị người ta coi cách ăn ở. Ăn ở đó không phải là quá cao sang. Cô bác anh em mình thấy đó có nhiều gia đình nó ngang dòm thấy cái nhà đó rất là đơn giản, mà bước vô nhà toàn là đồ thứ dữ không, đặt sạch nó trong nhà toàn là đồ tốt không. Còn có nhiều người đó quý cô bác mời lên tới nhà ngồi đó dòm thấy hôm trước ta nó xây toàn là mặt gió đâu đó ngon lành lắm, xanh làm hàng gạo đồ, mà tới cùng bước vô nhà trong rộng không có thứ. Đời bây giờ nó hay khe cái hình thức của bên ngoài, cái tướng gì đó quý cô bác. Câu vậy đó, mới sắm chiếc xe đó chứ có thiếu nợ trong ngân hàng muốn chết. Mới đóng chiếc ghe đó còn thiếu ngân hàng muốn tiêu. Mới sắm ba cái đất đó chứ còn lỗ trong ngân hàng không. Tại vì cái lòng tham của con người nó không có đáy cô bác. Thầy nó biết sao đầy được túi tham không ngăn không đáy càng làm không kiên. Đang có chiếc ghe 70 tấn mà lời được 40 cây vàng thôi để đó đi.
quốc chi cho cái xà lan rồi lúc đó thiếu là hết 20 cây ở trong mà ngân hàng. Chứ phải để chiếc ghe 70 tấn thì đâu có, mà mới đổi chiếc xà lan lại thiếu nợ. Đang 20 công đất đó mà còn dư 10 cây vàng thì thôi bằng 20 công đi. Quốc thêm cho 40 công nữa là lỗ lợi, thiếu lợi trong ngân hàng 20 cây. Phải cái túi tham đó là túi tham nó không đáy không với cô bác anh chị em. Phải không? Vậy thì bây giờ trong 3-4 cái đó là 4 cái ăn đó với cô bác. Cái đó là cái ăn hàng ngày. Còn trong giáo lý của Đức Thầy đó, Ngài đó, kêu mình đó bại bỏ 4 cái đừng. Nói với mấy cô mình đó, đừng chữ, đừng rủa, đừng cạo, đừng bưng. Phải không? Còn ở bên ngoài đó nó cũng có 4-5 cái đừng. Đừng cãi lý với kẻ sai, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, đừng nói nhiều với kẻ ngu, đừng giao du với kẻ ác. À, vậy bây giờ ở đây thầy nói tập ở ăn theo nết thánh hiền, tức là mình ở ăn sao cho nó trọn vẹn cái mùi ơn đối với tổ tiên bà cha mẹ, đối đất nước, đối quê hương, đối chồng sớm. Còn cái ăn đó hàng ngày cô bác chúng ta sống cuộc đời đơn giản đạm bạc để cho lòng tin nó trở lại tâm hồn thôi. Thầy nói đó, phải tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách là làm sao đây? Là không vui với đời, an bằng là không có tham cầu danh lợi. Phải không? Lạc đạo an bằng xả thân là không muốn tiếc của cả thế gian, mà tu cảnh là không còn đo lạc chúng mình được. Vậy cho bây giờ đó, thầy kêu mình tập ở ăn theo nết của thánh hiền, lòng tu tỉnh dầm Phật tiên mà nói chí, chứ đừng có nói chí theo ngạo chân nha. Ở đây đó có nhiều người đó, trời ơi mày tu quá, tu giống ông này ông kia, giống ông Ba Lực, giống ông Tương Phương, giống ông Bảy Thiện hay ông gì đó, đừng có nhìn mấy ông đó với cô bác. Mà nhìn theo ông á, ông Nguyễn Trung Trực nè, nhìn theo ông Cử Đa nè, nhìn theo Phật Thầy Tây An nè, nhìn theo Đức Thầy nè, nhìn theo mấy cái thánh hiền đó, chứ đừng nhìn theo mấy cái ông phàm phu. Vậy bây giờ nhìn theo mấy cái ông phàm phu mà bơi mốt ông nghĩ tu thì mình nghĩ theo ông hay gì hay sao? Vì mình tu mà tôi thấy ở đây hồi nãy sáng tôi nghe mấy anh mình bàn nó có ông này đó, ông nhìn theo ông Tư Phương nào đó không tu, ông Tư Phương không phải Tư Phương này nghe, ông Tư Phương đây nè, nó ông Tư Phương nào đây nè, nó ông làm trạch lót à, rồi bắt đầu là ông này ông đi phát tâm về ông bỏ rượu, rồi gia đình biết sao không, mà trời ơi mày đi tu theo ổng chi tu thời gian sao nghèo, gia đình mình không ai theo hòa hảo chân á, ông thấy vậy cái ông quậy trả lời liền với cô bác. Vậy thì bây giờ mình đó lòng tu tỉnh dòm Phật tiên mà nói chí, tức là mình dòm theo Phật ông tiên, chứ đừng có nhìn theo cái ông nào phạm phu thế gian này chứ cô bác, cũng còn trật hoài ha, cũng còn sai hoài ha, thấy không? Vậy bây giờ đó qua hai câu chị vừa nêu lên trong cái bài trao lời cụ táo, tức là tập ở ăn theo nếp thánh hiền, lòng tôn tỉnh dòm Phật tiên mà nói chí, tôi mong rằng cô bác anh chị em mình gắng cố gắng hàng ngày đó làm theo lời Phật, ăn theo lời Phật dạy, ở theo lời Phật dạy, sống theo lời Phật, sau này khi nhắm mắt chắc ăn cô bác anh chị em mình sẽ về Phật. Bởi vì thầy nói chi cho bằng ta sớm lo toan, nhìn với lực nghe kinh động Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, thì cõi Tây Phương chư Phật đợi đợi chờ, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến là e cho Phật danh. Vậy chúc cầu cho cô bác anh chị em chúng ta gắng cố gắng dâng theo lời dạy của Đức Thầy, để kịp tới ngày tự thành gõ cửa, mình con số vốn đang kịp trở về với quê xưa cảnh cũ, hầu có đủ điều kiện gặp Phật gặp Thầy ở Long Hoa Đại Hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật.